Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác xúc tiến thương mại kết nối doanh nghiệp, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh đi khảo sát năng lực tiêu thụ hàng hóa và nhu cầu của người tiêu dùng trong hệ thống bán lẻ phân phối hàng hóa tại tỉnh này. Tỉnh Quảng Ninh có 133 chợ truyền thống, 27 siêu thị và 5 trung tâm thương mại đang hoạt động. Địa phương cũng có hơn 1.000 điểm kinh doanh của người Trung Quốc trong tổng số 26.000 điểm trên toàn địa bàn với lượng hàng hóa mua bán tương đối đa dạng. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ và bán lẻ hàng hóa mỗi năm của Quảng Ninh cũng trên 200.000 tỷ. Lượng hàng hóa của Cần Thơ, đặc biệt là 92 sản phẩm ô cốp, nếu được tổ chức kết nối thương mại, xúc tiến hợp tác đúng bài bản, dưới sự hỗ trợ và giám sát của chính quyền và ngành chức năng hai tỉnh thành thì cơ hội tiêu thụ rất lớn. Hiện nay, một số sản phẩm hàng hóa của Cần Thơ đã có mặt trên kệ hàng ở các siêu thị, chợ truyền thống ở Quảng Ninh, nhưng chưa nhiều một số mặt hàng ô cốp, nông sản, thủy sản của Quảng Ninh xuất hiện tại thị trường Cần Thơ và được người tiêu dùng chào đón. Thông qua chuyến xúc tiến thương mại lần này, một vài doanh nghiệp Cần Thơ đã kết nối được với doanh nghiệp bạn để đưa trái cây, tôm cua giới thiệu với người tiêu dùng Quảng Ninh.